võ đường Aikido hân hạnh trình hôm được hôm nay trình bày tất cả kỹ thuật Aikido. Trước mà không được tái không được tốt sẽ gãy, có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Hỏi người luyện phải hòa hợp được ki của mình với ki của đối phương. Khi đã đạt được nhiều điều rồi thì ta chỉ vuốt nhẹ đối phương. Khi họ tấn công ta, họ càng tấn công mạnh chừng nào thì họ càng dễ bị mất thăng bằng chừng ấy. Lúc đó ta sẽ hướng dẫn họ té theo hướng ý của ta muốn. Hai đại đen đang khai triển phần phát triển khí lực để đưa đối phương đến chỗ mất trọng tâm. Aikido quý vị thấy rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng kỹ thuật không kém phần quan trọng. Đây là một phái du. Tất cả kỹ thuật nên đã dựa theo đường tấn công của đối phương và để cho mất đối phương mất thăng bằng và té. Của các vui sinh phần Aikiken hay là Kenjutsu được trình bày do anh Hải và Vũ. Đây là những kỹ thuật căn bản và đồng cốt trong bộ môn. Nó đòi hỏi một sự luyện tập chính xác và điêu luyện. Ở đây, hai anh chỉ trình bày một cách khái quát các chiêu thức căn bản của Ken mà thôi. Đến đây là phần Tanto Tempo do Khiêm, Quang, Anh và Thọ Hải trình bày. Dựa trên nguyên tắc vòng tròn, không bao giờ dùng sức của ta để chống lại đối phương. Trong phần trình bày hóa giải gầy ngắn sau đây, anh Hải, Khiêm và Quang Anh đang khai triển các kỹ thuật chống gầy ngắn và giao găm.
Phần trình bày kế tiếp là của Hạnh, Huy và Chuẩn trong phần kỹ thuật tự do. Kỹ thuật tự do, kỹ thuật đòi hỏi người trình bày phải có một căn bản vững vàng, di chuyển nhanh nhẹn, lòn lách đúng lúc để đối phó khi bị đối phương tấn công bằng nhiều mặt. Quý vị đang theo dõi phần trình bày kỹ thuật của Hạnh đang triển khai các điều đã được học để ứng dụng khi gặp bất chắc. Trình bày kế tiếp là của Eric Womack và Thọ Hải Vũ. Eric. Đây là các kỹ thuật ở trình độ đai xanh trở lên. Trình bày kế tiếp là gậy ngắn do Hải và Kim trình bày. Kỹ thuật Aikido dựa trên nguyên tắc vòng tròn, không bao giờ dùng sức của ta để chống lại đối phương. Trong phần trình bày phó giải các đòn thế gậy ngắn sau đây, anh Hải và Khiêm trình diễn kỹ thuật chống lại sự tấn công bằng gậy. Dù ta có sức khỏe hơn đối phương đi chăng nữa, việc lợi dụng sức và nương theo đòn của đối phương vẫn là một phần chủ yếu trong Aikido. Vì vậy, mọi lứa tuổi không phân biệt nam nữ đều có thể theo luyện Aikido một cách dễ dàng. Aikido phát xuất từ Nhật Bản là một môn võ từ vệ rất hữu hiệu, sử dụng các thế khóa giữ và quật ngã
để chống lại một hay nhiều người tấn công cùng một lúc. Aikido rất nổi tiếng về kỹ thuật chống trả đối thủ có vũ khí, và điều này đã chứng tỏ rất hữu dụng trong ngành bảo vệ luật pháp khắp thế giới.